Quay không? Chưa rồi, xong rồi. Rồi nè, chúng ta leo lên. Rồi. Bữa nay nhận thêm một thùng nữa các bạn. Thêm mình, một thùng nữa. Mình... Ba nhắc nó đúng không con? Đúng rồi. Dạ con giỏi. Mình đợi cái thùng này cũng hơn 2 tuần nè. Mình nói ủa. Ngày nào mình cũng chắc cái mail của mình hết trơn á, mình nói ủa sao tới 2 tuần mà chưa thấy cái bánh bao nào hết trơn trời. Xong cái mình nhắn cho ông câu bầu trời Cali mà nói ủa bánh không gửi tôi giờ 2 tuần mà chưa thấy nữa. Ông nói chưa gửi bà nội. Trời ơi, chưa gửi cho bà nội hả? Ôi lộn, bây giờ. Rồi bắt đầu ông mới gửi. Ông gửi thì bữa nay nhận được. Giờ để khui coi sao nha. Để bạn cho mình. We're gonna be I'm so excited. Cái gì coi? Cái gì chị ngoài kìa. Rồi, xin chào ông bà cô chú nha. 1 2 3 vô. Xin chào ông bà cô chú khán thính. Con đi khu trùng bày cho cậu đúng chưa cho con? À, chúng là phải la lớn mà chúng ta tập con dao. Mà lớn lên nha không? Giờ... Phải bỏ nó rồi. Rồi nè, nè thấy bi lai không nè? Thấy bi lai không nè? Đó, vậy thôi mấy cặp rồi. Này ốm rồi. Này ốm lắm không rồi cô chú ơi, bụng xẹp rồi. Chúng mày cắt tay cho con với Vi nè, nắm tay con dài lắm. Mày cắt mày sao ngón cái này không có dài vậy? Tell me. Thấy chưa? Chú Lê đi chú Linh. Ok nhắm mắt lại, nhắm mắt. Tự nhắm luôn. Tự nhắm luôn rồi mẹ. Open your eyes. Cậu Tuấn gửi cho mình ăn. Cái này là East Food. Dạ. Trời đất ơi, bánh gì mà vô xíu. Không phải. Mini bánh bao. Bánh bao mini. Ba lộ ta. Không phải các bạn, tại vì bên này cái bánh bao nằm cái đây nó vậy nè. Tất nhiên bởi vì bữa con nói mẹ nghe, bữa ông gọi điện thoại cho con mà con đâu có biết ông quay phim. Ông nói là ê mập, mẹ ăn bánh bao không? Nói là ăn hả, ở đâu vậy? Nói giờ tao hỏi mày có ăn không? Nó nói ăn. Ông nói mẹ ăn bánh bao gì? Ông nói cái gì cũng ăn hết trơn. Ông nói vậy tao gửi cho mày hả 5 hộp hay 6 hộp gì đó. Hỏi con nói gửi chi dữ gì ông nội, một hộp tới 9 cái đúng. Ai già nó bự vậy nè, hỏi sao. Đúng rồi mẹ, hộp 9 cái nè. Gửi cho 5 bịch đó, chính xác thấy không? Trời bánh bao này 3 cái. Một mình con ăn một bịch. Bánh bao này bự táo. Sao bánh bao? Bánh bao này giống bánh bao người Hoa mà mình ăn điểm sắm đó mẹ. Khui ăn thử coi. Khui ăn thử luôn không anh? Cũng được. Giờ không biết cái nào là cái nào luôn á. Mà sao anh đóng gói nhìn đẹp quá hả? Không có giết thì giết chưa hả? Chai nặng vậy hả? Con cũng không biết nhân gì luôn á. Chắc là đậu xanh không ta? Trời đất ơi. Làm hay quá hả? Giống người Hoa này. Không, cái nếp rất là đẹp nha mẹ. Cái nếp á. Làm hay quá ha. Giờ cắt cho anh cái khui ăn thử. Bởi mình nói gửi chi mà giữ thần vậy. Một bịch tới 9 cái mà gửi cho mấy bịch. Ai về là cái bịch. Không biết sao hết. Nghe nó mấy chục cái. Cái thùng đó là mắc cười liền luôn. Trời ơi cái bánh bao. Giờ không biết họ bán sao ta. Chắc bán lợn bịch gì đó. Mà ông Tuấn ông nói ngon lắm nha mẹ. Ừ. Ông nói ngon nhỏ là ngon à. Dạ. Yeah. Nghe nhỏ nhỏ là ngon à. Ông nói ngon lắm đó, ông mới mua cho con đó. Đúng rồi, nhỏ nó ngon. Giờ ăn nè. Ăn không anh? Đây. Giờ cái này nó mềm chứ nó không có đông đa nha. Con cũng may là nó nhỏ cho nên bây giờ ăn được một cái thử. Đúng rồi. Chứ nó bự thì không nổi đâu. Kéo lại nè. Con được. Để rửa. Con lấy dao được. Kéo lên cắt dễ nhỉ. Hả? Giờ anh chọn đây màu xanh, màu hồng, xanh dương, màu vàng. Giờ chọn màu nào? Anh cũng biết cái nào là cái nào hết trơn. Em cũng không biết luôn. Ta chọn màu đen. Màu đen phải không? Ừ. Chọn gì cái màu gì mà tối tăm gì trời. Ừ. Sao lại sang màu luôn? Màu chắc là màu đậu đen. Không có bánh bao nào đậu đen đâu rồi. Không đậu đen mà, anh nghĩ vậy. Chắc như đậu đen. Một hai ba khuôn. Nhưng thịt. Thịt. Trời mẹ, cái mùi giống bánh bao xá xíu.
Mùi thơm lắm. Thơm không? Thơm, thơm, không biết mấy thơm. Lấy thêm một cái khác nữa. Thôi giờ mình khui mỗi thứ một cái luôn đi mẹ ơi. Ha. Rồi, anh cho em cái dĩa đi anh. Rồi bắt đầu mình bỏ vô mình hâm một lượt hết luôn. Mình ăn thí nghiệm. Không, ổng mua về là để cho mình ăn, mình thích cái loại nào á. Mà mới gửi có ngày là nhận được à. Ổng mới gửi ngày hôm qua là hôm nay mình nhận được á. Đồ ăn chắc người ta đi lẹ quá. Đúng rồi, đồ ăn. Cái ship qua ship tiền mắt. Gửi overnight ship luôn. Mà mình đợi 2 tuần lễ luôn. Mình nói sao mà lâu dữ thằng mới nhắn ổng. Thì ra là ổng chưa có gửi. Không, cái này mà người ta order á, người ta ship vậy luôn nè. Đúng rồi, người ta cái này là dạng như ship xuyên bang rồi. Người ta chuyên về ship xuyên bang rồi. Mà sao không có trong thùng xốp không? Không thùng cái xốp. Này mà cái này mà mùa hè là ship sẽ bị thiêu. Mùa hè sẽ bị thiêu. Mùa hè là thiêu. Đúng rồi. Thôi được rồi. Trời, một dĩa. Để cái dĩa này cho nó ấy ra cho nó đều nó em mau nấu. Trời, cái bánh bao. Một cái bánh bao ở Boston các bạn bằng 5 cái bánh bao này nhập lại không? Nói 5 quá đáng chứ, phải 4 cái. 4 cái nhập lại. Mà ăn đúng không rồi. Có ngon lành gì hết trơn, bột không? Đúng rồi, cái bánh bao nguyên hình sợi như bự hơn nữa vậy. Ghê vậy hả? Dạ. Yeah. Không, bánh bao này em nghĩ chắc thành khoái ăn nè. Nó vừa ăn thôi mẹ ha. Mẹ em bọc cái bánh bao ăn rồi thanh ơi. Không, cái này là em vô tiệm mẹ. Cái này phải hâm lên chứ. Lên bọc lên bánh bao cũng đâu có hâm được đâu. Em vô tiệm cho mấy gái ăn thử. Quá không, cái này em biết là nó ngon. Nhìn cái bột này em biết là nó ngon. Ngon, còn cái bánh bao của mình ở đây á, thật bột sự quá. Bột không à. Đa số mình mua về mình ăn chút xíu nữa cái bánh bao chứ miếng thịt còn nguyên cả cái phiền thi bột dục hết trơn. Cái này mà xếp xiên mang là phải để đông đá là bỏ vô thùng xốp, ủ mấy cái cục đá ướt thì mới được chứ còn như vậy là thiêu. Mùa đông cũng sao mà mùa hè là thiêu, một ngày cũng thiêu nữa. Chỉ có cái bánh bao ở đây mình ăn mình thấy cũng ngon nè, vừa đủ bột thôi, không có bự bột nhiều quá. Cái bánh bao vào bia nào thích ăn ở Kim Long. Bánh bao em làm. Kim Long, Kim Long làm. Kim Long bánh đá. Bánh bao nhà mình làm. Có bao giờ làm luôn? Có sao không? Có chưa làm thì lúc mùa dịch đó. Không nhớ. Không nhớ. Làm đủ em ăn bởi vậy nhớ. Cái gì đó. Kẹo nó chua lắm. Kẹo nó chua lắm luôn. Ừ. Nè mẹ, thử mẹ. Thử đi. Kẹo nó thử đi nè, được. Chứ Trúc Linh nó ăn nó chua. Bây giờ cắt cho anh rồi. Đó, đúng bây rồi. Giờ cứ cắt ra vậy nè. Rồi, mời cả nhà thử bánh bao. Bữa nay clip này review bánh bao xuyên bang nha các bạn. Nên mình... Đó, mình... Có sao mình nói như vậy. Mình không biết đâu mua chứ anh Tấn tặng cho nha cái gì. Ông có quay một clip về bánh bao mà. Cho nên nếu mà hỏi ở đâu mua thì chắc là phải phải coi cái clip lên Tấn quá. Ồ, xá xíu, trứng. Đẹp nè, đẹp nè. Còn cái này mới ngon nè. Đậu xanh gì ta? Đậu xanh. Không phải cái gì đó, cái gì mà của người Tàu. Hình như đậu xanh đúng không mẹ? Đậu xanh với trứng. Đậu xanh với trứng đúng rồi. Đó, cái đó anh thích ha. Đúng rồi. Còn này chỗ có chi nữa hả trời? Có chi. Giống thịt bò mẹ ơi. Rồi để nó quay gần cái chụp tấm hình cái. Cái này em thích nè. Trứng muối. Trứng muối. Ăn lỡ luôn. Trời ơi, đúng luôn, đúng bài luôn. Chụp hình đẹp quá. Đúng rồi, dạ đúng. Không, ổng mua vậy được nè. Được nè nha, bầu trời Cali. Có cái gì ngon ngon cứ gửi qua bên đây là chịu like nha, bầu trời Cali. À, quá đẹp. Xíu nha. Giống bánh trung thu ghê. Cái chân. Không, cái bánh này cỡ bánh trung thu á. Công phu quá ha. Trời. Nắng từng cái. Mẹ, cái này là bột không có nhiều đâu nha. Nhưng không nhiều hơn bột đó. Nên ăn sẽ phải bảo đảm. Rất là ngon. Nhìn là thấy ngon. Ngon. Trời, công phu dữ lắm luôn. Rồi vậy mẹ. Nhập tiệc. Mẹ vô mẹ ăn. Rồi, mẹ nhập tiệc. Giờ mẹ thích nào? Không, cái tên lượng. Ôi rồi đó, mẹ lấy đó đi. Con biết mẹ ăn đó nhưng mà con biết Mr. Đạt ăn nào rồi nên con ăn cái này. Dạ. Ổng sẽ ăn cái này nè. Quay qua đây. Ổng ăn đậu xanh. Mời cái nè.
Còn cái này là bia nè nè, bia nè khoái cái này nè. Cái này là giống bánh bao ở đây mình làm đó. Đúng rồi, cái đó là bánh bao truyền thống cúc chứ không phải là thịt, không phải là trứng trứng kia đâu ha. Không phải trứng này, trứng cúc. Trứng muỗng rồi. Bánh bao truyền thống. Ủa, tại sao cái đậu xanh này lại không chơi thằng cái màu này chứ? Không biết. Đúng không? Là đậu xanh. Đúng rồi. Màu xanh là đậu xanh. Ờ, chắc vậy quá. Chơi giấy không à, ăn hồi giấy luôn á. Ăn cũng được hả? Dạ. Dạ có gỡ giấy ra không vậy? Nè. Không biết nữa. Trời có này nè, đây nè, đây nè, có. Bà vợ mình bán ăn không biết có giấy đâu. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Vậy là chắc cơ hội đem vô tiệm hơi bị hiếm à. Hôm nay em gì đem sữa này ở nhà được rồi. Ồ, vậy là màu xanh là cái này của anh phải không? Rồi, chừa cho anh bọc. Bước vô mà. Tại vì để chúng mình ăn này được. Này cũng được, được. Mọi người ra. Nếu không có màu gì đó. Màu vàng. Màu vàng hả nè? Cái này. Cái này đậu xanh nè. Này trứng trứng gì? Có cái giết lông không trời ơi. Đậu xanh. Để cái này là để cho hoàng thơ. Rồi, bên này nữa, bên này nữa. Cái là gì? Trứng cút cho bia nè với chút lên ăn được. Này, trứng cút. Còn bà anh em mình đem vô tiệm nè. Để lâu á, bởi tôi cũng đá không có ngon đâu. Đem vô tiệm. Đem vô tiệm. Cút chữ C hay chữ T? Cút chữ T á. Giống như khắc vậy đó hả? Đánh dấu thật lại vậy đâu, để nhà. Nó, hai bịch này để nhà. Rồi. Của mẹ ngon không? Này khá thiếu. Khá thiếu hả? Trời ơi. Không, ngon. Nói, mình nói nó nhỏ nha, nhưng mà thật sự ăn rất là vừa ăn luôn. Vừa ăn, ngon. Không có ngán. Không có bị ngán, chính xác. Vừa lai. Không có bị coi như là no bột. Đúng không? Cái kia mình ăn mình bị no bột, nuốt cũng nổi luôn á. Ngon, bột. Vừa ăn á. Bột nó khô khan mà nuốt không nổi luôn á. Nha, cái này ăn ngon. Bữa em có coi video ông Tuấn quay. Hình như không biết phải cái chỗ này mới hay chưa không nha. Ngon. Không biết không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ nếu anh chị nào mà thích cứ order về ăn thử đi. Thấy ủng hộ đồng hương. Thấy ăn cũng được. Có vị nó hơi lạ hơn tiểu bang của mình. Bang mình bánh nào nó bự. Anh có nói giá bao nhiêu tiền không? Không, em không biết gì đó. Không biết tiệm, tên tiệm nữa khác. Nên các bạn anh chị nào mà thấy muốn order cái này vô kênh Bầu Trời Cali giùm tiếng nha. Đúng rồi. Vô kênh Bầu Trời Cali hỏi ai vô cái clip mà ổng quay bánh bao gì đó. Dạ. Là có ổng có để số phone ở trỏng thì phải. Đúng rồi. Bộ này là ổng gửi cho gia đình mình ăn. Gửi. Ổng gửi cho Tiết với mẹ, với Mr. Đạt với Thành ăn. Tại ổng ăn ổng nói ổng thấy cũng ngon lắm. Mà ổng biết nhà mình là tâm hồn ăn uống nữa. Đâm ra ổng gửi một lần 5 bịch. Cũng may là 5 bịch đó, chứ còn 2 bịch là giận nhau á. Kệ ảnh rồi. Phải 5 bịch vậy mới đúng á. Đúng rồi. Nhưng mà một bịch, vậy là một bịch người ta bán một lần 9 cái á mẹ. Cái này nhỏ quá mà, đâu có bán cái được. Nhưng chúng ta 5 bịch không biết nhiêu tiền mà. Chúng ta thử không? Ngon quá. Ngon lắm. Mà anh nhà anh cho nó ăn. Bạch cho nó ăn, cho quen. Không nói ăn, anh bảo là anh dòng 100% luôn á. Thật quá. Tại bánh bao kia nó còn ăn không rồi cái này. Bánh bao kia nó ăn nhưng mà nó sẽ bỏ cái bột. Bây giờ nó đang bị no á mà. Nó ngủ chung lên. Mặt ngủ. Ok. Bữa nay nó ngủ sớm lắm. 12 giờ ngủ, 2 rưỡi dậy rồi. Ngủ 2 tiếng rưỡi hả? Ít quá hả? Thôi. Ôi, chú khơi rồi. Nè, nè. Con muốn ấy không có ấy kìa. Màu đẹp quá nè. Cái này là của cái này nè. Cái xịt tờ xem. Nhưng anh ấy cái nhiêu. Không có bóc, không có bóc, không có bóc. Vậy mà ở nhà ba chế cho ăn. Ngon quá. Rồi, dạ, sao? Bỏ tủ lạnh đi nó không nó bị rơi. Hai cái này của ba cái kem to go. Cái này hả? Cái này bỏ tủ lạnh hay hộp này ăn quá. Yes, yes, yes. Để ăn ba. Để ăn ba hay để ngoài? Không nghĩ chắc để ngoài đi. Để mát cái ăn nè. Để cho nó kín thôi. Rồi ngày mai khỏi nấu cơm. Không cần nấu cơm các bạn. Có đồ ăn rồi. Hồ sữa sạn cho nó đi. Cứt. Ngon. Dạ. Rồi, 1, 2, 3, vô. Bye bye. Bye. Ăn bà cô chú. Bye bye cả chú. Bye bye bà. Bye bye cả chú.
chúc lên chúc mẹ bù hoài. Trời ơi. Chúc lên chúc cho mọi người ngày vui vẻ. Hãy bước bên chân với đây. Mọi người yêu. Giỏi quá. Các bạn cậu Tấn đàng hoàng nha. Đúng rồi, biết cậu Tấn. Biết cậu Tấn tặng cho cái thùng này. Cho quà cho quà cho mẹ. Tối ngày cái gì đó mấy cái đồ nó của nuôi em nó nói cái này cũng bó bó, cái này cũng bó bó, em đun lên để dành qua cho bó bó. Cháu bó bó không? Mày mặc cho con được không? Bây giờ chắc có chơi bó bó. Mày con. Bánh bao ngon các bạn. Vừa ăn. Vừa ăn. Rồi cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Ủa?